Nếu thế giới ăn chay 100% ngay bây giờ, thì ảnh hưởng tốt đẹp của việc này sẽ được thấy trong vòng 60 ngày. Trong vòng 8 tuần, chúng ta sẽ lập tức thấy kết quả. Dĩ nhiên, quý vị cũng sẽ thấy gần như là ngay tức khắc. Nhưng để thấy toàn bộ, quý vị có thể nhận ra điều này trong vòng 8 tuần, chỉ 8 tuần thôi. Và tinh cầu mà chúng ta sinh sống sẽ như thế nào? Sẽ thành địa đàng trở lại. Chúng ta sẽ có hòa bình bất ngờ và sẽ có nhận thức bất ngờ về sự tương đồng giữa các quốc gia, giữa mọi người với nhau, giữa loài người và loài vật. Chúng ta sẽ tự nhiên nhận thức mà không cần giải thích. Nhân loại sẽ bất ngờ nhận ra rằng chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta và mọi loài đồng cư, người và loài vật đều bình đẳng. Mọi thứ sẽ trở nên tươi tốt hơn, phong phú hơn. Người ta sẽ thấy hạnh phúc hơn mà không hiểu vì sao. Họ không biết vì sao họ cảm thấy hạnh phúc. Và sẽ có đủ thực phẩm ở mọi nơi, sông ngòi sẽ luân lưu dồi dào trở lại, thiên tai sẽ chấm dứt, thiên đàng sẽ giá ân cho nhân loại và những lời chúc lành sẽ được viên mãn, đó là một hình thức thiên đàng. Nếu tất cả mọi người trên địa cầu này đều ăn chay thì kết quả sẽ là như vậy. Nhưng những người nói về ăn chay, bảo vệ súc vật và côn trùng lại đi sát hại những thứ khác. Chẳng hạn như họ lãng phí thời giờ, phí phạm tài sản, làm lũng đoạn nền kinh tế của thế giới. Họ mạt sát những vấn đề chính trị, những tư tưởng chính trị lành mạnh, chẳng hạn như vậy. Điều này chỗ nào chúng ta cũng thấy, không cần phải chứng minh. Có nhiều hình thức sát sanh. Nếu một người phí phạm thời giờ của họ, phí phạm thời giờ những người khác, bằng cách lúc nào cũng nói chuyện không đâu, bằng cách nói rất lâu trên điện thoại và lúc nào cũng lôi kéo người khác nói chuyện phím, hay làm những chuyện không cần thiết đối với thân khẩu ý, không cần thiết cho bất cứ ai mà có khi còn gây hại, những người này cũng là sát hại. Và có nhiều người bóp chết nền kinh tế của thế giới. Thí dụ như có khi họ có rất nhiều thức ăn, họ trồng rất nhiều, rồi họ thu hoạch rất nhiều và vì để giữ giá, họ đã đem đổ xuống biển. Họ cũng không đem cho thú vật, không đem cho người nghèo. Họ làm vậy chỉ để duy trì tiền tệ, để giữ giá cao. Điều này hết sức là phi lý. Khi trồng rau, mọi người đều cầu Thượng Đế cho được mùa. Đến khi được mùa, Thượng Đế ban cho họ để chia sẻ với nhau thì họ lại đem bỏ đi. Lần sau không được mùa nữa, họ lại phàn nàn. Tại sao Thượng Đế lại bất công? Lần sau nữa không được mùa. À, tại sao không có nước? Tại sao không có mưa? Có hiểu? Cũng như ở Texas, họ đào một cái hố lớn để nuôi cá và chỉ vì việc này, họ đã lấy mất rất nhiều nước của Austin từ những mạch nước dưới lòng đất. Đây cũng là một hình thức sát sanh. Bởi vì nếu đất không sản xuất được hoa màu một cách nhanh chóng, nếu không có mưa, mọi người ở đây sẽ chết, không đủ nước để dùng và cây cối không mọc, mùa màng không thu hoạch được, không có lương thực thì trẻ em sẽ chết, chẳng hạn vậy. Sư phụ không phải nói quý vị, nhưng một vài người vẫn còn tiếp tục làm như vậy. Trong trường hợp này, ăn chay cũng không giúp ích được bao nhiêu, bởi vì quý vị chỉ làm cho thân thể quý vị thêm nặng nề. Đầu óc không thể sáng suốt, rồi quý vị thiền không có kết quả, sau đó quý vị đến làm phiền sư phụ. Bởi vì quý vị không nghe những gì sư phụ dạy, quý vị không thể hiểu, quý vị không thể đồng nhất thể với sư phụ bên trong, nên quý vị nghi ngờ giáo lý của sư phụ, sau đó quý vị luôn tiện lôi kéo người khác nghi ngờ theo quý vị. Có một số người vẫn còn yếu và cần quý vị giúp đỡ, rồi quý vị lại làm cho họ rớt ra ngoài bởi vì chính quý vị còn chưa vững vàng. Cho nên, giới ăn chay không phải chỉ là ăn đậu hũ, tránh ăn thịt cá, mà ahimsa có nghĩa là không dùng bạo lực, trong đó bao gồm rất nhiều phương diện. Sư phụ không cần phải triển khai thêm, có lẽ quý vị sẽ hiểu, có nhiều hình thức sát sanh. Nếu một người tu tập sự bình an nội tâm, nhưng đi đến nơi nào cũng mang theo sự ồn ào, người đó cũng là một tên sát nhân. Bởi vì anh ta hủy hoại bầu không khí yên tĩnh,
Tại bất cứ nơi nào anh ta đi qua, anh ta làm cho mọi người căng thẳng, anh ta làm cho mọi người xung quanh bất an, không muốn gặp mặt anh ta. Như vậy, dù anh ta dồn bao nhiêu bắp cải hay đậu hũ vào trong bụng cũng vậy thôi, anh ta vẫn còn trong đẳng cấp thú vật. Bởi vì một con người thật sự, một con người chân chính, đi đến đâu là đem an bình và hạnh phúc đến nơi đó, như vậy mới gọi là một người thật sự. Không cần phải nói đến Đức Phật hay Thiên Quốc hay bất cứ gì khác, trước khi chúng ta tìm được sự an lạc nội tâm, chúng ta phải đem niềm an lạc đến mọi nơi, chúng ta phải phát triển nó ở bên trong. Như vậy, đi đến đâu chúng ta cũng đại diện cho sự bình an, đại diện cho Thiên Quốc. Chúng ta là hòa bình, chúng ta là Thiên Quốc, chúng ta là Thiên Sứ, chúng ta là Phật. Không còn phải nhắm về một đức Phật nào khác. Trong khi ở đây, quý vị làm hư hại trái đất này là nơi duy nhất mà quý vị đang sống, nơi duy nhất mà quý vị có thể nương vào để có thực phẩm, để tìm sự hướng đạo, sự tương trợ để quý vị có thể phát triển. Cho nên chúng ta không có quyền gây rắc rối ở bất cứ nơi nào chúng ta đi qua. Chúng ta chỉ có thể đem đến sự an lạc, sự cống hiến và sự hy sinh. Đó là đường lối của một người tu hành. Không cần phải đi khắp nơi tuyên bố rằng quý vị ăn chay, quý vị ngồi thiền. Để làm gì? Nếu bên trong quý vị không thực sự ngồi thiền, bên trong không thực sự ăn chay. Không sao, sư phụ cho quý vị thời gian để sửa đổi, nhưng không được lâu quá, 2-3 năm thì không được, 2-3 tháng là đủ rồi. Quý vị muốn con cái của mình nhỏ như vậy cũng có thể hiểu tất cả mọi điều quý vị nói, nghe theo mọi chỉ thị của quý vị, phải không? Rồi quý vị nói với con mình, con phải thông hiểu thật nhanh, trở nên một thiên tài hạng nhất trong lớp và làm mọi chuyện trong nhà như ý muốn quý vị, như một người lớn vậy. Còn quý vị lớn như vậy lại không thể thay đổi được trong vài tháng, như vậy làm sao quý vị dạy được con quý vị? Nếu quý vị không làm được thì nên dẹp chuyện đó đi. Tốt hơn là quý vị nên quỳ trước mặt con mình và nói, ba mẹ xin lỗi đã la rầy các con, quý vị không xứng đáng. Tôi muốn nói người khác, chúng ta trước hết phải làm được, nếu không thì những lời nói đó trống rỗng, sẽ không ai nghe. Cho dù họ có nghe đi nữa, bên trong cũng cảm thấy là không đúng. Có một thiền sư người Nhật Bản sống trong một ngôi chùa, và có một kiếm sĩ samurai đến thăm ông. Quý vị biết samurai không? Đó là một người luyện kiếm. Anh này đến thăm và hỏi vị thiền sư, ông có thể cho tôi biết thật sự có địa ngục và thiên đàng không? Vị thiền sư trả lời, phải, có thiên đàng và địa ngục. Vị kiếm sĩ không tin, ông có thể chứng minh cho tôi thấy không? Nếu không, làm sao tôi có thể tin ông? Vị thiền sư nói, tại sao ta lại phải chứng minh cho anh thấy? Anh ta nói, nếu ông không chứng minh cho tôi thấy thì tôi không tin ông. Vị thiền sư bắt đầu mắng nhiếc anh ta. Ông nói, anh xem lại mình đi, anh là ai mà âm dọa tôi như vậy? À, mặt anh coi giống như một người ăn xin yếu đuối, dơ dáng ngoài kia. Anh còn tưởng tượng là tôi sợ anh sao? Anh lại muốn tôi tin rằng anh là một kiếm sĩ. Mặt anh trông thật xấu xí và ngu ngơ. Anh trông rất yếu đuối. Ai chà, anh dọa được tôi hay sao? Người kiếm sĩ giận quá, bèn rút kiếm ra nói, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Lúc đó, vị thiền sư mỉm cười nói, bây giờ anh có thể mở cánh cửa địa ngục nếu anh muốn. Người kiếm sĩ giật mình tỉnh ngộ, anh ta hiểu rằng vị thiền sư muốn dùng cách này để dạy anh. Nên anh ta tra kiếm trở vào bao. Vị thiền sư lại mỉm cười và nói, bây giờ anh đang mở cánh cửa thiên đàng. Câu chuyện này sư phụ chỉ cho một số quý vị đã nghe qua, sư phụ chỉ muốn lấy đó làm thí dụ. Sư phụ chỉ muốn lấy đó là một thí dụ, thiên đàng và địa ngục là tự chúng ta quyết định. Bất cứ chúng ta đi tới đâu đều mang lại hạnh phúc, sự an bình và hòa hợp cho mọi người khác. Đó là lúc chúng ta tạo nên thiên đàng. Còn khi chúng ta đi đến đâu cũng làm cho người ta khó chịu, làm cho mọi người giận dữ,
hoặc là không muốn gặp chúng ta nữa, hay tạo nên sự xáo trộn và bất hòa. Đó là lúc chúng ta tạo nên địa ngục, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Cho nên từng lúc, từng ngày hãy kiểm điểm lại vương quốc bên trong của mình, thử coi mình đang mở cánh cửa nào. Lúc nào chúng ta cũng có hai mặt, âm và dương, khẳng định và phủ định. Chúng ta phải ở chính giữa, lúc nào cũng phải quân bình. Bởi nếu chúng ta quá nghiêng về phía phủ định thì tất cả mọi hành động, tư tưởng và lời nói sẽ mang sắc thái phủ định. Nếu chúng ta nghiêng về phía khẳng định quá nhiều, chúng ta cũng sẽ mất thăng bằng. Bởi vì chúng ta sống trong cõi đời này, chúng ta phải thực tế một chút. Không thể cả ngày 24 tiếng cứ nhắm mắt lại, hưởng thụ niết bàn. Ngay cả trong lúc lái xe, mọi người cười. Sư phụ không có khuyến khích điều này. Có nhiều cách ăn chay, quý vị phải hiểu. Ở Âu Lạc có câu nói rằng ăn chay lòng là tốt nhất. Tại sao họ nói như vậy? Bởi vì những hành động, lời nói và ý nghĩa của chúng ta phải thống nhất với nhau. Chúng ta không phải ăn chay không thôi, đó chỉ mới là phương tiện hành động. Rồi đến khi nói chuyện thì lại như mũi kéo hay hòn đá, chỗ nào cũng cắt. Đó không phải là cách ăn nói của một người ăn chay. Nếu chúng ta nói rằng mình ăn chay, nhưng tư tưởng của chúng ta rất bạo ngược và hà khắc, và chúng ta bất chấp cảm xúc của người khác, lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng vơ vét mọi thứ cho mình bằng mọi giá, bất chấp sự thiệt hại và tiện nghi và cảm xúc của người khác, như vậy không tốt. Không tốt cho chúng ta, không tốt cho gia đình, và nói rộng hơn, không tốt cho quốc gia và nhân loại. Bởi vậy, người Trung Hoa có câu, trước hết chúng ta phải tu thân, đại ngã, trí huệ, sau đó chúng ta mới có thể chăm sóc cho gia đình, mới có thể trị quốc, rồi mới có thể bình thiên hạ. Điều này rất đúng. Nhưng đa số mọi người chỉ muốn bình thiên hạ mà thôi, quý vị có biết không, nhảy như cóc vậy, nhanh, nhanh lên. Còn nếu không thì, ồ, tu thân, điều này tôi biết rồi, trị gia, ồ, vợ tôi đã làm rồi, trị quốc, ồ, Tổng thống Bill Clinton làm việc này. Còn tôi, bình thiên hạ là tốt nhất rồi. Thật ra, tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu từ chính mình. Luật nhân quả phải xảy ra, bất kể mình thích hay không, cũng giống như luật lệ tại xứ quý vị. Nếu sát nhân, quý vị sẽ bị vào tù hoặc thậm chí bị chết. Luật của vũ trụ cũng tương tự, sát sanh sẽ dẫn đến sát sanh và đau khổ. Không ai trốn thoát được. Chúng ta đang cố cho người ta biết điều này, nhắc nhở họ về luật vũ trụ, về tự tánh nhân ái từ bi vĩ đại của họ. Và bây giờ là tùy nơi họ. Chúng ta tiếp tục làm vậy và chúng ta chờ. Cứ làm những gì chúng ta đang làm và kiên nhẫn. Tôi ước có được chiếc đũa thần, vẫy lên và hô biến, rồi mọi người chuyển sang ăn chay, địa cầu được cứu. Nhưng không phải như vậy, họ phải tự mình thức tỉnh, họ phải tập thương xót. Rồi thì lòng từ bi sẽ nảy sinh từ từ bi, tình thương sẽ nảy sinh từ tình thương. Nếu tôi ép họ chuyển sang ăn chay thì không giống vậy, hiểu không? Vấn đề là họ phải tự mình làm. Như vậy lòng từ bi, tình thương trong tâm họ sẽ dẫn đến sự từ bi từ thiên đàng, dẫn đến tình thương của thiên đàng, quy luật là như vậy. Giả sử bây giờ tôi cứu mọi người trên thiên đàng, quý vị có muốn tôi làm vậy không? Dĩ nhiên quý vị muốn, tốt, tôi cũng vậy. Nhưng vấn đề là địa cầu chúng ta sẽ ra sao? Hãy suy nghĩ điều đó. Họ sẽ tiếp tục chiến tranh với nhau. Họ sẽ tiếp tục tàn sát thú vật hàng loạt. Họ sẽ tiếp tục sống theo lối không cao thượng. Địa cầu tồn tại như vậy có gì là tốt, giống như địa ngục. Đối với vô số thú vật và những người khác trong vùng chiến trận, địa cầu giống như địa ngục. Cho nên, để cho người ta thức tỉnh, trở nên từ bi và cao thượng, điều đó quan trọng hơn, và rồi địa cầu sẽ tự động được cứu. Tôi biết quý vị quan tâm, tôi cũng vậy, nhưng đây là cách duy nhất, cách đúng đắn, vì tôi thương nhân loại nhưng cũng thương thú vật. Tôi muốn nhân loại thăng hoa hơn bây giờ và về sau, bởi vì nếu họ cứ nghĩ rằng, ồ, không có gì xảy ra, cho dù chúng ta tiếp tục theo lối tàn ác, tiếp tục sát sanh và làm bất cứ gì,
bất thiện, rồi vẫn sống vui vẻ. Vậy tại sao lại không? Như vậy không tốt cho họ, bởi vì sự sống tiếp tục. Sau khi sự sống của họ kết thúc ở đây, sự sống đó sẽ tiếp tục ở nơi khác. Nếu công đức của họ không tốt, nếu họ có nghiệp xấu, thì sau khi qua đời họ sẽ bị quả báo càng tệ hơn. Tôi cũng không muốn điều đó xảy ra cho họ, cho nên cứu sự sống vật chất của họ không quan trọng bằng cứu vớt linh hồn của họ. Đi đâu mà tránh cho khỏi cái nghiệp chướng? Nếu mà họ muốn lên núi thì để họ lên, để cho họ ổn định tinh thần, tại sao lại bắt họ phải dời chỗ này chỗ kia? Tự do, họ muốn đi đâu thì đi, có tiền thì đi, ở đâu cũng được. Nếu mà họ thích thì họ đi, tại sao phải ngăn cản? Mình không có tránh được nghiệp chướng, trừ khi nào mình có công đức thì mới tránh được tai nạn thôi. Nhưng mà bây giờ mình tránh ở đây, mai mốt chết đi cũng không tránh được. Thí dụ vậy đó. Nói cho họ biết là nếu con người mình sống không có đạo đức thì đi trốn ở đâu cũng không khỏi. Việt Nam mình nói là chạy trời không khỏi nắng. Tránh mặt trời làm sao mà tránh được nếu mà chạy trong ánh nắng mặt trời. Cho nên mình phải thay đổi đời sống của mình, thay đổi cái tâm tính của mình, chứ không phải thay đổi chỗ ở. Nếu mà thay đổi được thì cũng tốt, không phải là không. Ở trên núi cũng mát mẻ, nhưng mà phải thay đổi cái lối sống của mình, phải trở thành một người đạo đức và gương mẫu, có lòng thương mọi người và loài vật thì mới tránh được tai nạn, chứ không phải lên núi là tránh khỏi đâu. Nhiều khi núi lở cũng bị tai nạn như thường, chứ không phải nước dâng lên không đâu. Nói cho họ biết vậy, nhưng nếu họ không nghe thì thôi, chứ bây giờ mình biết làm sao, mình đâu có thể cấm cản hoặc là ngăn ngừa họ đi đâu được. Xứ tự do, tinh thần của họ cũng tự do. Nhiều khi chết đi còn khổ hơn bây giờ nữa, nói cho họ biết, nhân quả nghiệp chướng đâu có tránh được. Nếu như không thể nào cứu nổi trái đất này, và nếu như xảy ra sự việc đại hồng thủy, thì chúng ta chuẩn bị điều gì để cứu giúp cho mọi người về việc ăn và ở? Nếu như vậy thì sẽ không có điện, không có ga để nấu ăn, thời tiết khắc nghiệt, người ta sẽ di tản đến những vùng có thể ở được, vân vân. Nếu mình để dành thức ăn, nhưng đến lúc đó không thể nào mang theo được nhiều, vân vân. Đại hồng thủy sẽ mang đến những sự khác nhau, chứ không phải là nước dâng lên không đâu. Còn độc khí, núi bị nước hao mòn sẽ bị lở, rồi đá sẽ đập xuống, hoặc là những chuyện khác nữa sẽ xảy ra. Thí dụ như là thiên tai, bạo lực, mùa màng bị phá hết, mình đâu có tránh được những cái chuyện đó. Điện nước nhiều khi cũng bị cúp hết, thí dụ vậy đó, không có phương tiện, giao thông cũng bị trục trặc hết, cũng bị chìm ngập, hoặc là đường xá cũng bị cắt ngăn hết. Những lúc đó mình chỉ có thể tránh trong hào quang của đạo đức mà thôi, chứ không có đi đâu mà tránh được hết. Và nhiều khi động đất nữa, tại vì hình dáng của địa cầu bị thay đổi, vì nước dâng lên thì sẽ thay đổi, hoặc là có núi lửa từ dưới đất sẽ phun lên nữa. Những cái chỗ mà chưa bị phun bây giờ sẽ phun, tại vì núi lửa nó ngấm ngầm ở dưới đất nữa. Nhưng bây giờ bị cái núi lớn đất dày chặn đi, khi núi lở đất lở vì hồng thủy thì nhiều khi tai nạn khác sẽ xảy ra, chứ không phải chỉ có nước dâng lên. Phải khuyên họ sống đời sống đạo đức, phải sống theo cách con người, tức là mình bảo vệ chính mình và bảo vệ tha nhân, bảo vệ những chúng sinh khác. Chỉ có cái đó mới cứu được thân mệnh của mình mà thôi. Tại vì mình có một địa vị rất lớn lao trong vũ trụ, mình là con cái của Thượng Đế, mình là Phật, nhưng tại vì mình không biết mà thôi. Khi nào mình đem cái Phật tánh của mình ra sử dụng, đem cái quyền uy của con cái Thượng Đế ra sử dụng, tức là mình bảo vệ mọi người, bảo vệ mọi vật, như một đấng uy nghi con cái của Thượng Đế hoặc là một vị Phật, thì lúc đó không ai dám đụng chạm tới mình hết. Không có thiên tai, bão nạn nào mà dám đụng chạm tới một vị Phật như vậy cả.
Mình phải công nhận rằng mình là Phật, phải hành động giống như một vị Phật vậy, thì không có ai dám đụng chạm gì nữa. Nếu không thì không tránh được đâu. Còn không nữa, khi nào mà không có đồ ăn thì sống bằng không khí. Lúc đó nhiều khi nước cũng bị độc rồi không uống được, đồ ăn không có, độc khí đầy mọi nơi, ví dụ vậy. Lúc đó mình phải phản nội tâm, phải nhớ tới Phật tánh của mình, nhớ tới thiên đàng trong mình và tâm hồn của chúng ta có Phật tánh, có thiên đàng. Phải nhớ đến điều đó. Lúc đó trở thành người sống nhờ không khí, tức là nhờ không khí mà sống, nhờ Thượng Đế mà sống, nhờ Phật tánh mà sống. Còn nếu mình chết đi thì mình lên thiên đàng thôi, đã có bảo đảm rồi sợ gì. Mấy người nào không có tu hành mới sợ chết. Mình tu hành đâu có sợ chết. Mình tu hành mình có chỗ để về, tức là chết rồi là đi giải thoát thôi. Chỉ có người nào không chỗ nương tựa, không có tinh thần nương tựa, những người đó mới sợ chết. Về phương diện khoa học hay tâm linh, chúng ta cũng đều đã được cảnh báo. Cho nên dĩ nhiên tất cả thảm họa đã xảy ra trên khắp thế giới đều có liên quan đến con người đối xử thiếu tử tế với các bạn đồng cư. Đó là cái giá phải trả cho những gì chúng ta đã làm đối với các sinh linh vô tội, không gây phương hại gì cho chúng ta. Nhưng chúng sinh đó cũng là con cái của Thượng Đế, được gửi đến địa cầu để giúp đỡ và mang lại niềm vui cho chúng ta. Vấn đề kỹ thuật, sửa chữa kỹ thuật không phải là việc chúng ta cần chú trọng. Nghiệp quả, nhân quả, báo ứng mới là điều chúng ta phải lưu tâm. Cái giá của sự giết hại, cái giá của bạo lực còn đắt hơn bất kỳ chiếc xe hơi nào, còn nguy hiểm hơn bất kỳ vụ nổ nào của mặt trời hay đại dương kết hợp lại. Bởi vì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, mỗi hành động đều tạo ra một phản ứng tương thích. Vì vậy, chúng ta phải ngưng giết hại, chúng ta phải chấm dứt tàn sát loài vật và con người, chúng ta phải dừng ngay lại và rồi mọi thứ sẽ tự nhiên được hóa giải. Chúng ta sẽ phát minh ra phương tiện kỹ thuật tối tân hơn để giải quyết vấn đề khí hậu. Các vết đen trên mặt trời thậm chí có thể ngừng phát nổ. Các vụ nổ đại dương sẽ chấm dứt, các cơn bão nhiệt đới sẽ ngưng lại, các cơn lốc sẽ lắng dịu, động đất sẽ không còn nữa. Cuộc sống sẽ bình yên trở lại về mọi phương diện. Bởi vì chúng ta tạo hòa bình thì sẽ có hòa bình. Hòa bình không chỉ giữa người với người mà còn giữa muôn loài đồng cư. Đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh lối dinh dưỡng thuần chay. Đó là tiêu chuẩn đạo đức để làm người, là biểu hiện của một vị vĩ nhân. Không phải chỉ là việc ăn chay, không chỉ là lời hứa ăn chay. Động cơ phía sau mới là quan trọng. Người ta phải biết tại sao họ đến ăn chay. Họ phải muốn cứu sinh mạng trên địa cầu, họ phải muốn nhân từ đối với những loài yếu hơn như thú vật. Khi đó họ sẽ được cứu. Chúng ta ăn mất chính mình từng chút một, cho tới khi trở thành nhỏ dần, nhỏ dần trong sự tiến hóa tâm linh. Và rồi chúng ta sẽ thoái hóa rất xa, trở lui xuống trên nấc thang tiến hóa. Sau khi rời thân thể, chúng ta sẽ nhận thức tất cả lỗi lầm này. Ăn chúng sinh khác là như thể ăn chính mình. Cho nên chúng ta sẽ trở lại thế giới vật chất hết lần này đến lần khác để chuộc lại những hiểu lầm lúc trước. Nhưng chúng ta sẽ bị áp đảo bởi những tình trạng mới và áp lực của thế giới này, và rồi chúng ta lại thất bại. Và mỗi lần chúng ta thất bại, chướng ngại sẽ càng lớn hơn lần trước. Thịt là điều không tốt cho bất cứ ai, ngay cả người không tu hành. Quý vị biết rất rõ là thịt không tốt cho sức khỏe, thể chất, đừng nói chi đến sự tiến bộ tâm linh, đừng nói chi đến việc gần Thượng Đế. Làm sao có thể gần Thượng Đế nếu chúng ta sát hại tạo vật của Thượng Đế? Làm sao có thể gần Thượng Đế khi chúng ta cắt đi từ chính mình một phần tình thương của Thượng Đế? Cho nên ăn thịt dứt khoát là không thể. Nếu quý vị chưa sẵn sàng cho điều này, thì dù là tận hay bắt đầu cũng chẳng quan hệ gì, không có gì khác nhau nếu quý vị vẫn giữ con người cũ của mình. Cho nên hãy đổi mới chính mình,
chấm dứt thế giới cũ của mình. Đó là điều tôi có thể dự đoán bây giờ. Thế giới của tôi đã chấm dứt và tôi bắt đầu một thế giới mới. Lúc nào chúng ta cũng có thể kết thúc một thế giới để bắt đầu một cái mới hơn. Đừng đợi thế giới tận quý vị kết thúc nó. Quý vị trở thành một vị minh sư, được không? Nếu không, thế giới sẽ kết thúc quý vị. Có thể ngày mai quý vị vãng sanh, và đó là ngày tận thế của quý vị. Tôi không phải là một nhà chiêm tinh hay một nhà tiên tri có thể đoán tương lai, nhưng tôi có thể dự đoán sự việc một cách hợp lý. Nhưng bởi vì có nhiều người tu hành, rất nhiều đoàn thể, nhiều người cầu nguyện, và chúng tôi cũng quảng bá thông điệp tâm linh của mình đến tất cả mọi người trên thế giới, lực lượng tâm linh này đã giúp trung hòa bầu khí quyển phủ định ở một mức độ nào đó, nên chúng ta vẫn an ổn. Và chúng tôi mời quý vị cùng tham gia và biến thế giới trở thành một thiên đàng càng tốt đẹp hơn trong tương lai. Trong những năm gần đây, hàng ngàn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ tỷ người đang tu pháp môn Quán Âm, cho nên thế giới đã trở nên tốt hơn. Xung đột chính trị trên thế giới đã giảm bớt tại một số quốc gia, và dân chúng bớt lo sợ về tận thế, hoặc ít nhất về chiến tranh thế giới. Chúng ta đã có thể thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu xây dựng lại những nơi đổ nát. Tôi chắc chắn nếu tất cả chúng ta sống như một thượng đế trên địa cầu, chúng ta không cần tìm kiếm thiên đàng nơi nào khác cả. Nghiệp quả xấu phải trả. Nếu con người chuyển sang lối sống cao thượng, ngay cả chỉ ăn chay để cứu địa cầu, cứu thú vật, như vậy cũng đủ cứu họ rồi, nhưng họ phải nghe theo. Cho dù quý vị cầu nguyện cho động đất không xảy ra, có chuyện khác sẽ xảy ra cho những người đó. Họ phải trải nghiệm một điều như vậy, trừ phi họ hồi tâm chuyển ý và nương vào ái lực vĩ đại của chính mình. Bản tánh từ bi đó là nơi nương náu duy nhất của họ. Nếu quý vị cầu để chuyện này đừng xảy ra thì chuyện khác sẽ xảy ra. Đôi khi càng trì hoãn, tiền lời càng nhiều, nghiệp quả cần phải xử lý. Tôi rất tiếc mà nói vậy. Nếu chúng ta có thể cầu cho mọi việc ngừng lại thì tôi bảo quý vị làm rồi. Chúng ta cũng có thể cầu tình trạng có thể được giảm thiểu, nhưng có lẽ giảm thiểu về mặt nào đó, nhưng nhân loại cũng phải trải nghiệm nó bằng cách nào khác hoặc nơi nào khác về sau, thậm chí có lẽ còn mãnh liệt hơn. Họ phải trải nghiệm hậu quả mãnh liệt hơn. Chúng ta biết điều này không tốt. Chúng ta thấy tất cả sự tàn nhẫn và sự tẩy rửa đang diễn ra trên địa cầu. Một mặt chúng ta cảm thấy rất tội nghiệp cho nhân loại, mặt khác chúng ta không giúp họ được bao nhiêu, ngoại trừ nói với họ rằng quý vị có thể tự giúp mình bằng cách quay trở lại với lực lượng khẳng định của mình, bằng cách sống tử tế. Quý vị sẽ được đối xử tử tế. Hầu hết loài người có khả năng thần giao cách cảm, nhưng đã bị mất hoàn toàn. Do đó họ không thể nghe trực tiếp tiếng gào thét đau đớn, tiếng kêu la thống khổ hay tiếng than khóc khuyên bảo của loài vật, do vì họ đã bị che kín bởi bức màn vô minh của vô ảo tưởng, của ma vương, cái gọi là ma quỷ, nên rất khó cho họ nghe được gì. Tôi chỉ mong vào thời đại hiểm họa này, có thể họ sẽ thức tỉnh. Chúng ta cố gắng nói với họ những gì có tính cách thuyết phục. Có lẽ họ sẽ thức tỉnh, có lẽ một số sẽ lắng nghe, có lẽ phân nửa số người sẽ nghe, hoặc 2/3 số người sẽ lắng nghe. Tôi hy vọng tất cả sẽ lắng nghe. Tôi hy vọng sẽ sống để thấy được ngày đó. Tôi nói thật với quý vị, bởi vì dù tôi thương thú vật vô cùng, tôi biết rằng đau khổ của chúng cũng sẽ kết thúc. Cho dù thú vật đau đớn vì bị ngược đãi hoặc hành hạ, hoặc bị tàn sát trong lò sát sinh, nhưng chỉ có kiếp đó và rồi chúng sẽ được tự do lên thiên đàng. Điều này khiến tôi đau lòng. Tôi không muốn tưởng tượng chúng đau khổ thế nào, nhưng dù vậy cũng không tệ bằng những gì con người phải trải qua vì đã ngược đãi thú vật. Cho nên thật ra tôi thấy tội nghiệp cho con người nhiều hơn là loài vật. Nếu loài vật bị hành hạ và bạc đãi, chúng sẽ lên một thiên đàng cao hơn. Nhưng những người làm những điều này đối với loài vật, họ sẽ trả một cách thê thảm. Đó là điều tôi lo lắng.
Mặc dù tôi thương thú vật rất nhiều, sự đau khổ thể chất mình sẽ chịu đựng bằng cách này hay cách khác, ngay cả con người cũng vậy, nhưng sự đau khổ tâm linh, sự mất mát tâm linh mới là sự mất mát ghê thảm. Loài người làm những việc kinh khiếp đối với bản thân họ mỗi ngày, khiến họ mất công đức vì giết loài vật, giết nhau vì ăn thịt loài vật, cho nên chính loài người mà tôi đang lo. Trước khi tu pháp quán âm với tôi, đời sống của quý vị có hơi rối rắm hơn bây giờ, phải không? Bây giờ quý vị có tổ chức hơn và dành dụm dễ hơn, mà quý vị đâu đói khát gì còn mặc áo quần thiết kế SM, màu sắc, đẹp đẽ nữa, quý vị chẳng thiếu gì cả, có thể kiếm nhiều tiền hơn trước, hoặc cũng vậy, nhưng quý vị biết dành dụm, biết tổ chức đời sống và quý vị hạnh phúc hơn. Không phải là chuyện kiếm tiền nhiều hơn, trước nhất là biết dành dụm hơn, mãn túc hơn, hạnh phúc hơn đối với cuộc đời của mình. Đó mới là điều quan trọng. Không phải chỉ có vấn đề kiếm tiền, đúng không? Như hai người bạn của tôi, một người thì làm việc chỗ này, một người thì làm việc chỗ kia, cũng ở cùng nhau nhưng phải đi xa 2-3 tuần lễ, mỗi lần, mỗi tháng như thế, rồi bỏ bê cuộc sống hôn nhân, con cái, mất dịp ở cùng với cha mẹ. Tôi bảo họ phải sáng ở cùng một chỗ, làm việc gần nhà, con cái phải học gần nhà để mình trông nom. Không nên gửi con cái 15 tuổi đi sang Anh Quốc học xa nhà, vì nó sẽ cô đơn, ngây thơ, khờ dại, dễ bầu bạn với những người không tốt. Hy vọng họ nghe lời, nhưng tôi cũng phải nói. Cho nên, thật sự là nếu tìm Thiên Quốc, thì mọi thứ thật sự sẽ được thêm vào cho mình. Tôi là tấm gương tốt. Tôi nghĩ nhiều quý vị cũng là tấm gương tốt. Chúng ta phải cứu địa cầu để nhân loại có thời gian để thức tỉnh. Một số người ngủ say hơn người khác. Thân nhân quý vị đôi khi cũng vậy. Có người ngủ rất dễ thức. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị đánh thức họ dậy, họ chạy ra ngoài ngay, hoặc họ còn thức dậy trước đó rồi. Có người cần lâu hơn để đánh thức họ, cho nên chúng ta phải chờ thân nhân của mình. Chúng ta không thể nói, thôi, anh chàng đó ngủ say quá, tôi phải đi xa. Tôi ra một mình, tôi không muốn chờ anh ta. Sau khi chúng ta cứu vãn địa cầu, dĩ nhiên người ta sẽ khác. Họ phải đổi khác bây giờ hầu cứu địa cầu. Cho nên phần của quý vị là phải khẳng định, cứu địa cầu trước và mọi việc sẽ thay đổi sau. Không phải một mình quý vị có thể cứu vãn địa cầu, mà người ta thay đổi ý thức của họ. Nếu họ ăn chay, sống xanh, hành thiện, thì đó có nghĩa là họ đã thay đổi tốt hơn, ý thức của họ đã được lên một cảnh giới cao hơn, thì dĩ nhiên họ xứng đáng được sống trên địa cầu. Họ có thể tiếp tục sống nơi đây với con cái, cháu chắt của họ, vân vân. Vào lúc đó, người ta sẽ ở đẳng cấp tâm linh cao hơn và mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn đối với họ và tất cả. Chúng ta sẽ sống trong hòa bình và tình thương. Quý vị phải hình dung một thế giới khẳng định, thiên đàng tại thế như quý vị muốn. Quý vị phải hình dung một thế giới cao thượng hơn, một thế giới khẳng định, xinh đẹp, một thế giới thiên đàng. Cứu địa cầu là một hành động từ bi. Cho dù thế giới không được cứu vãn, quý vị sẽ được cứu. Quý vị được cứu nhờ lòng nhân ái của mình, công đức của mình sẽ được tăng lên gấp bội bởi vì quý vị muốn cứu người khác. Đây là điểm mà nhiều người trong quý vị vẫn chưa thông suốt. Nếu quý vị muốn cứu thế giới, nếu muốn làm bất cứ gì cho mục tiêu này là quý vị đang tăng thêm sự cao thượng, phẩm chất thiên đàng của mình. Cho nên nếu quý vị quảng bá sự khuyến khích, cứu vãn địa cầu, nếu quý vị ăn chay, sống xanh, hành thiện, giúp đỡ người khác vì sự sống của những chúng sinh khác trên địa cầu, bởi vì quý vị muốn cứu mạng sống của họ. Như vậy là quý vị có phẩm chất thánh nhân, quý vị đánh thức lại sự thánh thiện của mình. Không phải chỉ là việc cứu hành tinh vật chất và mạng sống vật chất, mà cũng là về sự vĩ đại của quý vị khi muốn làm như vậy. Và thật sự góp phần vào chiến dịch cứu mạng này, hiểu không? Cho nên nếu người ta muốn ăn chay, sống xanh, hành thiện, bởi vì họ muốn cứu địa cầu, thì tâm linh họ cao thượng, họ đã thăng hoa chính họ.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta quan trọng, nhưng thật ra chúng ta không quan trọng. Tôi bị dày vò bởi tư tưởng tự kiêu. Tôi muốn làm sao để vượt qua được cảm giác tự kiêu tự đại. Ồ, biết rằng mình tự kiêu là tốt rồi. Bệnh của quý vị đã khỏi một nửa rồi. Có một phương pháp rất hay để vượt qua tánh ngã mạn tự cao. Hãy nghĩ đến sự vĩ đại của vũ trụ và tất cả những điều mà quý vị không thể hiểu được, rằng mình không thể biết gì cả về vũ trụ, về quy luật của tạo hóa. Và rồi, quý vị sẽ thấy mình thật nhỏ nhoi, kém. Bất cứ kiến thức nào mình đạt được ở thế giới này đều rất nhỏ nhoi. Bất cứ công việc quan trọng nào mà chúng ta có đều là vô thường. Và rồi khi chết, chúng ta không có gì cả. Do đó, tốt nhất là nên khai ngộ. Chúng ta càng khai ngộ, sẽ càng khiêm nhường, bởi vì chúng ta sẽ thấy mình biết quá ít, và vũ trụ thì quá vĩ đại. Và rồi chúng ta sẽ càng ngày càng khiêm nhường hơn, cho đến khi chúng ta trở nên người khiêm nhường nhất, rồi chúng ta thừa nhận là mình không biết gì cả. Vì thế mà Lão Tử đã nói, người khôn giống như là người ngu, và Chúa Giê-xu cũng nói, ta làm nhưng không phải là ta làm, mà chính là cha ta ở trong ta làm đó. Chúa Giê-xu thật là vĩ đại, nhưng Ngài biết rằng Ngài không thể làm được điều gì nếu không có Thượng Đế. Ngài biết là Ngài không thể làm được điều gì, cho nên Ngài làm được tất cả. Im lặng là vàng. Ở Âu Lạc hay Trung Quốc, người ta hay nói thiên cơ bất khả lậu, không thể tiết lộ trước kế hoạch của thiên đàng. Chúng ta không nên, bởi vì đôi khi không phải là thiên đàng cấm, nhưng đôi khi quý vị nói ra, lực lượng phủ định sẽ cố hết sức chống lại, và rồi kế hoạch sẽ bị phá hủy. Không phải vì thiên đàng cấm, vì tôi không muốn cho quý vị biết, nhưng có nhiều việc tốt hơn là cứ để tự nhiên rồi thời gian đến. Quý vị sẽ biết, dù tôi biết cũng không thể cho quý vị biết. Thậm chí trong cuộc đời của quý vị, đã bao nhiêu lần quý vị có ước mơ và kế hoạch tuyệt vời, quý vị lên kế hoạch thực hiện điều này, điều nọ, rồi quý vị kể cho ai đó, và rồi bằng cách nào đó họ tìm cách cản trở hay làm hỏng kế hoạch của quý vị, hoặc bằng cách nào đó sự việc không đi đúng như dự tính. Đây chỉ là chuyện thế tục, chưa nói gì đến thiên đàng và những chuyện khác, bởi vì luôn có hai lực lượng trong vũ trụ chống đối lẫn nhau. Lực phủ định luôn tìm cách chống lại lực lượng khẳng định, và lực lượng khẳng định luôn cố chiến thắng lực lượng phủ định. Giống như chiến lược quân sự vậy, quý vị không nên cho kẻ thù biết kế hoạch của mình. Quý vị không nên tiết lộ chiến lược bí mật trước mặt một điệp viên hay kẻ thù. Hoặc quý vị nói lớn tiếng trong căn phòng mở cửa. Trong quân đội, nếu họ có chiến lược nào, họ đi vào một căn phòng đặc biệt chỉ để thảo luận những chiến lược đặc biệt với những người trong hàng ngũ gần gũi tin cậy. Kẻ thù không bao giờ biết, nhưng họ luôn dò thám lẫn nhau để biết được bí mật. Và một khi biết được, họ sẽ chống lại thiên đàng và lực lượng phủ định cũng tương tự như vậy. Điều này đã xảy ra với tôi luôn. Nếu tôi muốn làm một việc gì tốt, và nếu tôi nói ra, thậm chí trong cuộc sống cá nhân của tôi thôi, thế là lập tức sự việc hư hỏng. Cho nên chúng ta mới nói im lặng là vàng. Không thể tiết lộ trước kế hoạch của thiên đàng, không nên. Bởi vì nếu quý vị nói ra, đôi khi lực lượng phủ định sẽ cố hết sức chống lại, và rồi kế hoạch bị phá hủy.